Thưa quý vị, vùng xoáy thấp trên khu vực giữa của Biển Đông vẫn đang tiếp tục mạnh lên. Trong chiều tối và đêm nay, vùng áp thấp này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sau khi mạnh lên, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển lên phía Bắc và không loại trừ khả năng nó còn có thể mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp sau mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở khu vực Bắc giữa của Biển Đông và vùng biển huyện đảo Hoàng Sa sẽ có mưa rào và dông mạnh. Trong khi đó, ở khu vực phía nam của Biển Đông và vùng biển huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, gió Tây Nam sẽ duy trì cường độ cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2m50 tới 3m50 khiến cho biển động. Vùng xoáy thấp mạnh dần lên thì mưa ở đất liền miền Bắc lại có xu hướng giảm. Nguyên nhân là do lượng ẩm xung quanh nó sẽ được hút vào, tạo đà cho vùng áp thấp phát triển. Vì thế trong ngày hôm nay ở miền Bắc mưa chỉ còn duy trì một lúc ban sáng, trưa và chiều trời sẽ có nắng nhẹ và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ tăng lên ở ngưỡng 30 tới 32 độ. Chiều tối và đêm nay miền Bắc vẫn còn mưa nhưng ở mức rải rác. Trong đó thì tại khu vực Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cục bộ vẫn có những điểm mưa to. Với miền Trung, thời tiết của ngày Chủ nhật cũng khá là dễ chịu. Từ Thanh Hóa trở vào tới Bình Thuận lúc này không nơi nào xuất hiện mưa và trời có nắng nhẹ. Trong ngày hôm nay, thời tiết nắng ráo vẫn duy trì trên hầu khắp miền Trung trong khoảng thời gian từ nay tới 15 giờ chiều. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở miền Trung sẽ phổ biến từ 32 tới 34 độ. Chiều tối và tối nay ở phần phía tây của tỉnh Thanh Hóa, khu vực phía tây của các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho tới Khánh Hòa sẽ xuất hiện mưa rông trở lại, nhưng diện mưa ở mức rải rác, cần lưu ý tới hiện tượng lốc sét và cả gió giật mạnh. Trong khi Bắc Bộ, miền Trung có xu hướng giảm mưa, thì ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đang tăng cấp, vì thế Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa sớm. Chiều và tối nay thì mưa rông sẽ mở rộng ra toàn Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ, với nhiều điểm mưa vừa, có nơi mưa to và rông. Lượng mưa phổ biến trong khoảng 20-30mm, có nơi trên 50mm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên vẫn chỉ từ 27-29 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ trong khoảng 30-33 độ, cả Tây Nguyên và Nam Bộ trời mát mẻ.